Xe đạp thể thao VIP.com xin chào bạn với tiêu chí kinh doanh phụng sự để dẫn đầu. Shop xe đạp thể thao VIP luôn cam kết mang lại cho khách hàng những sản phẩm xe đạp chất lượng và phù hợp nhất. Trên thị trường xe đạp đua hiện tại đang rất khan hiếm đồ để ráp xe nên giá bán các sản phẩm xe đồng loạt tăng giá từ tháng 4 năm 2021. Trong bối cảnh đó thì Lang là một hãng xe đạp lớn và uy tín vẫn có đồ Shimano để lắp cho những sản phẩm xe đạp thể thao tầm trung với mức giá vô cùng hợp lý. Và xe đạp đua Lang Shimano là sự kết hợp hoàn hảo giữa hãng Lang và hãng Java, tạo nên chiếc xe đạp đua tầm trung rất chuẩn và ok. Xe rất chất với cấu hình trục rỗng chạy bi bằng đạn, rất trơn và trớn, đặc biệt với thiết kế khung nhôm siêu nhẹ. Cọc yên được thiết kế vác như này và sử dụng cái khóa cọc yên đẳng cấp âm khung, khung nhôm siêu nhẹ cùng với chiếc càng chiếc phuộc bằng carbon và siêu cứng, siêu trường, siêu tả. Đồng thời ở chiếc Line Shimano này đang được trang bị bộ truyền động Shimano Sora R3000 rất chuẩn và chất, xe tuyệt đẹp với hai màu, đó là màu đen ghi và màu đen vàng, cùng với hai size, đó là size 45 và size 48. Và ngay sáng hôm nay anh Bá đã có liên hệ với shop nói tôi cao 1m67, tôi muốn mua một chiếc xe đạp đua tầm trung, nhờ shop tư vấn giúp. Shop đã gửi cho anh một số mẫu xe đạp đua và chỉ 10 phút sau anh Bá ở Tiền Giang liên hệ lại với shop nói tôi chọn chiếc xe đạp Nike Shimano màu đen ghi nhé cô, tôi thấy màu này rất đẹp, tôi rất ưng. Vâng, chưa bao giờ mua xe đạp online và đơn giản nhanh chóng đến vậy. Bạn chỉ cần có nhu cầu mua xe và mức tài chính dự định, shop sẽ tìm được cho bạn một chiếc xe đạp phù hợp dù bạn ở bất cứ nơi đâu, tỉnh nào, ở thành phố hay nông thôn, hay ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa, bạn cũng có thể dễ dàng mua được một chiếc xe đạp tốt của shop một cách rất dễ dàng. Bạn chỉ cần đặt hàng là sẽ có người mang đến tận nhà cho bạn. Shop có dịch vụ và kỹ thuật hướng dẫn bạn lắp dựng và sử dụng xe một cách trơn tru và dễ dàng nhất. Nên nếu bạn đang cần tìm mua xe, hãy liên hệ trực tiếp với shop xe đạp thể thao VIP.com qua số điện thoại hotline 098 331 5936. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp mọi thắc mắc của bạn 24/7. Và đây là chiếc xe đạp đua Line Shimano màu đen ghi lịch lãm và sang trọng mà anh Bá ở Tiền Giang đã chọn cho mình. Mời bạn cùng shop kiểm tra chi tiết xe cũng như là phụ kiện anh Bá đặt kèm theo xe. Shop sẽ đóng cùng với thùng xe để gửi cho anh Bá ở Tiền Giang luôn. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao VIP.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi, hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Vâng, như Xuân cũng chia sẻ, Line Shimano với cấu hình khung nhôm siêu nhẹ, tất cả các mối hàn được đánh bóng đánh nhẵn. Bạn có thể thấy những cái chiếc xe đạp trên thị trường này rất hiếm gặp những chiếc xe mà kể cả vị trí hàn ở trục giữa này được đánh bóng như chiếc Line Shimano này bạn nhé. Toàn bộ mối hàn được đánh bóng, toàn bộ mối hàn nhìn như xe carbon, cùng với chiếc khóa cọc yên thời trang âm trong khung. Và âm trong khung này khóa thì được để ở trong cái hộp phụ kiện theo xe đóng bên thùng về. Chiếc phuộc bằng carbon như Xuân chia sẻ thì những cái lúc đồ Shimano hiện đang rất là khan hiếm trên thị trường và một số hãng xe đạp và thì không có đồ để lắp. Và đây là chiếc Line Shimano thì đang được sử dụng cái lúc Shimano Sora R3000 gồm tay để lắp, gạt đĩa, gạt nít Shimano Sora R3000 rất chuẩn. Và như Xuân chia sẻ đây là chiếc Line Shimano kết hợp giữa hãng Line và hãng Java, nên một số phụ kiện đẳng cấp của hãng Java đang được trang bị trên chiếc Line Shimano này như bộ đồ đĩa trục rỗng. Đó, bộ đồ đĩa trục rỗng của hãng Decap đây, vành của Decap, vành nhôm hai lớp, vành này thì cao khoảng 4 cm bạn nhé. Vành nhôm lốp nan hoa bằng thép, sử dụng cặp lốp CVT xe rắc. Và xe này thì Sora R3000 là 18 tốc độ, tức là sẽ có hai sử dụng hai đĩa và 9 lít. Và bạn muốn xem chi tiết chiếc Line Shimano này, shop đã dựng đủ màu và review chi tiết có đăng tải trên kênh YouTube xe đạp thể thao VIP.com. Bạn xem theo đường link ở dưới phần mô tả video. Và bạn còn câu hỏi nào thắc mắc thì đừng ngần ngại, hãy liên hệ trực tiếp với shop qua số điện thoại hotline 098 331 5936. Shop luôn thường trực và giải đáp mọi câu hỏi thắc mắc của bạn. Và một số phụ kiện mà anh Bá ở Tiền Giang đã kèm theo thì shop cũng đóng cùng trong hộp phụ kiện shop làm, thông tin rất đầy đủ, rất đồng bộ.
Đây là chiếc đèn pha siêu sáng. Ngoài bán xe đạp thể thao ra thì shop xe đạp thể thao vip.com còn cung cấp những phụ kiện, những đồ chơi để khi bạn đến với shop không những mua được một chiếc xe đạp tốt và mua thêm đầy đủ những cái phụ kiện cần để trang bị cho xe của mình. Vâng, đầu tiên đây là một chiếc đèn pha siêu sáng 5503 bạn nhé. 5503, đây mã là 5503. Đèn này rất sáng, hiển thị pin và cảm biến ánh sáng. Khi trời tối thì đèn nó sẽ tự sáng bạn nhé. Đó, đây bạn thấy này, rất sáng luôn, hoa mắt luôn bạn nhé. Rất nhiều chế độ, đây bạn thấy này, rất hay đúng không ạ? Đây, báo rung lượng pin này, số đã kiểm tra. Đồng hồ của hãng Inba, đồng hồ LCD và phím cảm ứng chạy công nghệ Wi-Fi. Đây, quay nét này, rất chi tiết luôn bạn nhé. Màu đen. Hay chiếc đèn hậu 216 này, số cũng bán rất nhiều luôn. Có rất nhiều chế độ, đây là đèn hậu pin sạc. Bình nước, chân trống. Vâng, cảm ơn bạn đã theo dõi video. Chỉ cần bạn có nhu cầu hay đến với shop xe đạp thể thao vip.com, chắc chắn bạn sẽ tìm và mua cho mình được chiếc xe đạp phù hợp như ý. Bởi vì shop đang bán rất nhiều thương hiệu xe đủ chủng loại, nhiều màu sắc, nhiều kích cỡ và có nhiều cấu hình, chắc chắn sẽ có nhiều mức giá để bạn lựa chọn. Một lần nữa, cảm ơn bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo vào khung giờ 9 giờ sáng và 20 giờ tối ngày. Bạn đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video đặc sắc từ shop xe đạp thể thao vip.com.